Chào các bạn nhé, hôm nay mình vừa bạn ăn trứng tóc tai nó hơi ướt tí. Thì vừa anh em ăn trứng con sen nhé, mới mua trong đây. Bao nhiêu trái này em? 130 yên. 130 yên à? Ừ, cho mình ghé vào cái tường, mình đập vào tường nó đi. Bọc ra. Đây nó chỉ chín đến tầm này thôi các bạn. Để lâu thì mới chín được thêm nữa, nhưng mà tầm này là húp là ngon rồi. Bóc thêm cái gói miso này vào. Gói miso này vào. Nó phải như này. Đấy. Đây là nó trôi cái thìa nhá. Nhưng mà mình nghĩ là cái này không cần thìa mấy đâu. Húp một phát là vào. Mình phải chọc cho cái gia vị, cho cái miso kia nó vào, phát là mình húp vào. Để cái này nhìn nó vô. Trời lạnh mà đi đang lạnh ăn cái bài quả trứng này vào ấm bụng nhỉ.